Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909 do kiến trúc sư Farmer Gades thiết kế mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Việc xây cất tòa nhà này được các quan chức thực dân lưu ý từ, đến từ năm 1871 Và các năm sau đó Nhưng mãi đến năm 1898 Mới được chính thức khởi công xây dựng Theo đồ án của kiến trúc sư Gades Phần trang trí tòa nhà lúc đầu Định làm theo bản vẽ của họa sĩ Ruffio Nhưng sau khi được giao phó cho Họa sĩ Bonnet Đến năm 1909 Tòa nhà được khánh thành Thời Pháp thuộc Tòa nhà này có tên là Hotel de Vera Trong tiếng Pháp Hay dinh xã Tây Trong tiếng Việt đến thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là Tòa Đô Tránh Sài Gòn. Là nơi làm việc, hội họp của chính quyền thủ đô. Từ sau khi đất nước thống nhất, tòa nhà là nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ hiện nay là số 86, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghẽ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ngay ở đầu đại lộ Nguyễn Huệ. Công trình được thiết kế theo dạng lầu chuông đúc, theo kiểu kiến trúc cổ phổ biến ở miền Bắc nước Pháp. Giữa mặt tiền có trang trí đắp nổi hình ảnh một người phụ nữ cường tráng tiêu biểu cho nước Pháp cùng một hình đứa trẻ đang chế ngự thú dữ. Sau này, hai lầu chuông ở hai bên mang phong cách pha trộn văn hóa Ý và Pháp thời kỳ Phục hưng được xây dựng thêm vào trang trí bằng hai bức đắp nổi hai bên tiêu biểu cho nước Pháp cầm gương chinh phục thuộc địa. Phía trước công trình là một bãi cỏ rộng có ghế đá và bồn kèn, nơi ban nhạc của Hải quân Pháp thường trình diễn cho công chúng xem trong những dịp lễ trang trọng. Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đã ghi dấu những sự kiện lịch sử, cuộc biểu tình lớn của đồng bào đòi công ăn việc làm năm 1937, cuộc đấu tranh bãi công ngày 9 tháng 1 năm 1950 và nhiều cuộc meeting tinh tuần hành diễn ra trước tòa nhà trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1975. Đặc biệt phía trước tòa nhà là vườn hoa cây cảnh nơi đặt bức tượng Bác Hồ với thiếu nhi của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu.